Xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Lần đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe và vạn sự như ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ mọi người đó máy massage toàn thân, mời mọi người cùng đón xem nhé. Bạn đang tìm máy massage dành tặng cho bố mẹ, người thân yêu. Chúng tôi xin giới thiệu máy massage toàn thân 8D vượt trội, massage túi khí cao cấp, giá cả hợp lý, bán hàng ưu đãi. Các tính năng vượt trội của sản phẩm: hệ thống massage đa điểm vượt trội, có hồng ngoại sưởi ấm, hệ thống motor rung nhiều hơn loại không kèm massage chân đến 6 động cơ rung, có kèm massage phần chân, giá thành hợp lý và rẻ hơn thị trường từ 5 đến 10%. Kích thước khá rộng to nên đủ cho người nặng tới 90 cân trở xuống. Thông tin chi tiết sản phẩm: model AVS F4, điện áp 220V, tần số 50Hz, có tổng cộng 8 điểm massage và 6 điểm rung khác với các dòng ghế massage toàn thân khác trên thị trường. Có 2 điểm rung, có chế độ hồng ngoại sưởi ấm để tăng hiệu quả massage cho toàn cơ thể. Phần đầu ghế cũng có thể gập 90 độ nên có thể điều chỉnh gập để ôm sát vùng cổ vai gáy khi massage. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm: bước 1, bật máy, cắm phích cắm điện vào ổ cắm điện AC 220V và đèn báo nguồn của điều khiển bằng tay xe sáng. Vào trạng thái chờ, bạn có thể thực hiện các chức năng khác của máy. Bước 2, bật chế độ massage, gạt công tắc bên trái trên tay điều khiển lên hoặc xuống để bắt đầu xoa bóp phần gáy. Gạt công tắc bên phải trên tay điều khiển lên hoặc xuống để bắt đầu xoa bóp phần lưng và di chuyển công tắc về giữa để dừng chế độ massage. Để điều chỉnh tốc độ, bạn hãy xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ để tốc độ massage mạnh hơn và xoay ngược lại để giảm nhẹ tốc độ massage. Xoay ngược chiều kim đồng hồ đến cuối cùng chức năng massage sẽ bị tắt. Bước 3, tắt máy. Tắt tất cả các chức năng và rút dây nguồn ra khỏi để phát sóng. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm, không nên sử dụng máy quá 20 phút mỗi lần. Bảo hành chính hãng 2 năm. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.